Chưa bao giờ cuộc đời Đạt Villa bào được vợ nhiều như thế. Đẳng cấp, hôm nay hào sảng. Hôm nay hào sảng lắm. Đây này, để cho mọi người nhìn nha. Dồn đạn đi, dồn đạn đi, đi, đi. Kiểu PK kiểu 5 phút nhà mình thì vẫn đủ, nếu mà đủ thì vẫn đủ thôi mà. Tiền trong mà. Tiền ai? Tiền vỡ. Tiền trong mà. Không. Tao nói tiền không cho chân tiền đâu. Đúng rồi. Nói đùa rồi mọi người, nói tất má, mới chưa mà ít má. Đúng rồi. Đây này. Lần cho kép. Hai cọc vi tất. Lộ sen. Hai cọc vi tất luôn. Riu. Riu. Ule sapi. Ú. Tao nói ule sapi. Uli Stapi. Để ngày mai đi sự kiện. Đấy. Ngày mai em Đạt sẽ trong một gọi là Zep couple, Zep ở đâu? À đúng rồi, Zep couple. Có nghĩa là bốn bốn thằng đi Zep giống nhau. Ngày mai em Đạt sẽ trong một gọi là em Đạt mới. Đấy. Sẽ là một em bà Đạt trong phong cách gọi là thanh lịch. Đấy, thanh lịch, mọi người hiểu chưa? Chứ không phải là em Đạt trong phong cách gọi là style, không phải style unisex nữa, mà sẽ là thanh lịch. Đấy, đã ra rồi đấy. Không phải là em bé nữa rồi. Ôi trời ơi. Không phải là style của em bé nữa mà Đặng Tổng. Đúng rồi, mai phải là phong cách của Đặng Tổng, mọi người hiểu chưa? Bắt đầu bước vào thảm đỏ phát, không phải đọc tên là Đạt Villa nữa mà phải đọc tên là Đặng Tổng tới. Ai giờ Đặng Tổng tới. Đặng Tổng tới. Đúng không ạ? Dạ. Đây. Đây. Núp bi thảm đỏ ấy, sẽ không phải đọc là Đạt Villa mà Đặng Tổng tới. Đấy, nó mới đẳng cấp. Thế nào, bi cây ai nhỉ? Cây Jack. Có like đâu. Jack không like mà. Đây không like. Biết cái Hải Phong không biết đâu rồi. Giờ lại còn không biết BK ai cơ. Ờ. Đô top mà còn không biết BK ai. Ôi. Ôi còn cái nịt mọi người ạ. Ôi trời. Ôi trời ơi. Ôi dồi ôi. Nói thì nói thế thôi chứ. Nói thì nói thế thôi. Còn có tuần nào mình đua mà thành công đâu mọi người. Chưa một lần nào mình đua thành công. Đã tuần nào mình đua thành công đâu. Được một tuần nữa, được tuần nào. Được tuần nào mọi người.
Đã tồn lại à cuốn gì ý là âu lo aku gak masalah ndredeg apa piye nek kan aku yo gak patek kenal to guys masalah iki lah aku gak jawab bahasa Inggris yo TikTok iki kan yo ngada-ngada semangat ya pasti bisa aku mau maju. Buông xuống trên thênh thang bao nhiêu nẻo đường, anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình mà yêu. Mô aku cái mặt tăng kế sao chẳng bỏ con hình tin hình tin aku ngoạc ạ. Suruh makilin ke Zack jadi tuh saya engko guys engko ya keputusannya neng neng TikTok. Yora, keputusannya dengan aku tetap kan. Waduh, nah. Nyin Google, DJ. Oh, nggak ada nyin Google. Ketemu embo aku. Zack penerjemah enggak, jadi tuh udah ada host host TikTok toh. Lah dia tuh ngajakin aku loh, ngejak kok ngejak aku toh. Gundeng kok TikTok ini. Jin bisa masuk enggak? Aku ngakak. Pengalaman seumur hidup nih kak. Kak pengen. Mọi người biết đâu nghỉ không? Hay chỉ biết đạp đi la thôi. Vậy. Dạ. Mọi người nói là mọi người không biết. Không biết ai? Alan Walker. Biết mà. Mọi người nói không biết mà. Biết trong only trong nó không biết này mọi người có này nhìn comment mọi người nói nó không biết mọi người biết only đặt villa đặt villa chứ đấy kalian tadi waktu aku telepon dengar ya guys dengar gak sih aku kok guyu lagi mangan panggang loh. Lah kok dikabari karo Alan Walker langsung nganu denger mi lah yo aku ngomong mau ora iso Inggris deh bawa bocah denger besar banget suaramu Vi masa iya berarti tadi tuh lagi makan ayam panggang Laos, ayam panggang Laos. Ayam apa ya lali aku. Suaramu banter, Wi. Lang nhìn phần đồ. Không. Cái này Lang không? Có. Chỉ cần cho mình chắc có Zack à? Không, lấy chắc đó hả? À, thì thiếu một cái loại mình một cái khác khỏi này dùng cái hotspot đó. Em có thể chứ? Chưa. Mày có dùng cần bây giờ password lên dùng mà khuyên mô có cô mày đi vào nhà xong thì để cho anh mượn cái ấy để anh bắt wifi cả. Hả? Pengalaman diambil aja biar bisa cerita sama anak cucu. Aku malah gak pengen berpengalaman kuwi. Moh gak berdampak besar bagi hidup dan matiku ingko. Aku moh. Ini mesti loh. Nhưng mà đây làm gì có wifi nhỉ? Ở đây Mi Zack dan Jin bisa masuk. Nhưng mà tài khoản là gì? Không có tài khoản, anh chỉ cần ghi mật khẩu thôi. Thế á? Vâng. Có mà. Có mật khẩu thôi. Anh có khẩu gì đây hả? Đâu? Có cả đăng nhập này. Mình
bahasa Inggris rice. Bisa aku bahasa kamu. Coba bisa hotnya. Ngelag guys. Wi-Fi good không nhỉ? Wi-Fi ở đây good không? Wi-Fi good mà. Wi-Fi good à? Không, Wi-Fi hotel này. Lily was a little girl. Đây. Afraid of her. She got up within her castle walls. No wonder she tried to run. Ta chi within setting sun. She went into was away. So afraid of she warned her, don't go there. Please help me. What her in the gak ngerti aku liriknya. Aku ngerti nih. So take my fire away. Lagi sih deh. Stop, nobody making me say. Sama. Tidak ngerti aku. Aku jujur guys, bahasa Inggris. Wih, saiti-iti ngerti, saiti-iti orang. Ake orangnya tapi. Cho hôn một phát nào. Vợ nó quá. Nó quá. Ê, chồng. Không. Không bảo cái ở đây tại vợ cỏ ở đây mà. Đây. Không, vợ cỏ. Vợ cỏ này chuyên mọi người mà. Qua nào. Ê, à đủ. Vợ cỏ xuống màn to to chồng. Chồng, vợ cỏ. Đây là B, khổ quá. Duit pun cukup, kayaknya gak kas. Kayaknya gak kas, pujuknya siapa? Pujuknya Tasin. Vidya Tasin. Để có thể ngắm em từ sau âu yếm hơn. Cháu ơi, nói mọi người, em cảm ơn mọi người rất nhiều gọi super food. What be? Đúng rồi. Rồi. Em cảm ơn mọi người, cảm ơn gia đình nhà mình rất là nhiều đã support vợ chồng em cũng như support vợ em có vote top 1 vote cái gì nhỉ vợ nhỉ? TikTok Lab. TikTok Award. TikTok Award. TikTok Lab là cái gì? Em cảm ơn mọi người nha. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Đây là link nha. Đi. Hả? Nhờ mọi người cái gì thì nhờ đi. Đây, mọi người ơi, mọi người nhìn vào góc phải màn hình giúp em nha. Có cái phần Give Me The Mic ạ. Quay góc phải chỗ dưới mà xem. Có phần Give Me The Mic. Tỏa sáng tài năng đúng không? Không, Give Me The Mic. Give Me The Mic. Give Me The Mic đấy. Đây. Mọi người lướt xuống bên dưới. Hey, bấm vào, đấy. Bấm vào October 19.
bấm vào 19 tháng 10 nhé mọi người, October 19 và bình chọn cho em ạ. Khi mà mọi người xem live của em được 3 phút thì sẽ có một lượt bình chọn. Ngoài ra là mọi người follow ạc của TikTok Live Việt Nam, TikTok Live Creator ấy mọi người, thì cũng sẽ được một bình chọn. Không thấy á, ngay bên góc phải màn hình ấy mọi người. Những chị nào mà không thấy thì các chị lướt đi giúp em, xong rồi sẽ đâu, thấy cái đâu, email đâu, vào chỗ nào đấy? Lướt xuống bên dưới. Lướt xuống bên dưới sẽ có ngày 18 và ngày 19. Thì bấm vào ngày 19. October 19. Đây, ngày 19 đây. Đấy, vuốt sang bên phải. Em đang ở thứ 11 kìa. Và ngoài ra là từ ngày 10, nghĩa là từ ngày hôm nay đến ngày 17. Từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 10 thì sẽ được tính điểm kim cương. Nam thế nào để ta vote được, ta bình chọn được? Ồ, thì anh bấm vào đấy, xong bấm vào cái chữ bình chọn là được mà. Bấm vào bình chọn ghi là bạn đây. Không thể bình chọn, bạn không còn lượt bình chọn nào. Thì nó chỉ có một lượt thôi, để em một tí em vào ạc phụ xong. Ê, nhưng không mà được. Em đang ở top bao nhiêu đây? Mười mấy, 11. Đang ở top 11 à? Đúng rồi. Đây. Mới được có 4.600 vote là sao? 4.600 vote. Với cả kim cương, cứ một kim cương là được một điểm. À thế à? Đây này mọi người ơi. Đây nhá mọi người, nhìn cái Jimmy The Mai ở đây. Thế bây giờ này, cứ thả kim cương cho mày là mày được một điểm đúng không? Đúng rồi, cứ một. Nhưng mà từ nay đến ngày 17 thì chỉ tối đa được 500.000 kim cương thôi. Còn đến đêm chung kết thì mới không giới hạn kim cương. Đây này mọi người ơi. Mày có thể nào mày trả tiền cho anh để anh thả kim cương nhá. Đây. Bấm vào đây ạ. Bấm vào ngày 19 nhá mọi người. Bấm vào ngày 19 này, xong rồi lướt sang đây này. Đây, em đang đứng ở số 9, mọi người bấm vào bình chọn. Sao thì không còn lượt nào nhỉ? Rõ ràng mỗi ngày có một lượt cơ mà. Đây nhá mọi người. Lướt xuống. Mọi người nhớ bấm vào, bởi vì có 2 ngày ý, em thi vào ngày 19 thì mọi người bấm vào ngày 19 nha. Xong rồi kéo sang bên đây ạ. Thì mọi người bấm vào bình chọn đấy cho em. Anh mày thấy tóc anh đẹp không? Thấy bảo là anh mới bị điện giật. Tóc người ta chỉnh chu mãi mới được. Phải làm hết nhiệm vụ mới nhận được. Không được. Phải, vậy là phải follow. Làm hết nhiệm vụ. Vậy là phải follow. Đây. Follow TikTok Live Creator nhé mọi người. Mọi người bấm vào follow này. Đấy. Rồi TikTok Live Japan này. Đăng ký này. Đăng ký cả 2 buổi giúp em. Đăng ký cả 2 buổi giúp em nha. Xong rồi lướt xuống dưới là sẽ có lượt bình chọn này mọi người ơi. Ô sao nó vẫn chưa có vậy. Đây. Xong lướt xuống dưới sẽ có lượt bình chọn. 1 2. Đó, em làm được mấy cái nhiệm vụ ấy thì nó sẽ được 4 cái. Và bây giờ em là được rồi, làm 4 nhiệm vụ là được 4 vote mọi người ạ. Follow đủ 2 cái ạc của TikTok Live Creator và TikTok Live Japan thì sẽ được 2 lượt bình chọn. Và đăng ký 2 buổi live thì cũng sẽ được thêm 2 lượt bình chọn. Ngoài ra là mọi người xem live của em cứ 3 phút là sẽ được một lượt bình chọn nha mọi người. Cứ 3 phút là được một lượt bình chọn ạ. Chị đang ở số 9. Ừ đúng rồi. À hiểu rồi. Đang lên số 8 rồi. Mọi người hiểu không ạ? Hiểu. Đó rất là đơn giản. Những ai mà chưa có lượt vote ý, thì mọi người bấm vào làm cái nhiệm vụ cho em nhá. Cái nhiệm vụ lúc này em lướt qua ấy ạ. Đây bây giờ em cho mọi người xem lại nha. Giờ vote tính theo giờ Nhật. Đúng rồi mọi người ơi, giờ vote tính theo giờ Nhật ạ. Nghĩa là sẽ burn bên mình là 2 tiếng nha mọi người. Đây này. Mọi người này bấm vào give me the mic. Đó, sau đó lướt xuống dưới. Bấm những cái nhiệm vụ này giúp em nha các chị. Bởi vì ở đây em đã làm nhiệm vụ rồi ấy, thì em sẽ không làm được nữa. Còn những ai mà chưa làm thì bấm vào đây cho em này. Bấm này. Đó. Sau đó mình lướt xuống dưới, bấm vào ngày 19 và lướt sang. Em đang ở số 6 nha các chị. Đây, lướt sang và bấm bình chọn cho em nha các chị ơi. Giờ vote tính theo giờ Nhật. Giờ vote là sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 10 nha mọi người.
đã vote cho Linh 4 lần. Cảm ơn các chị ạ, ở nước ngoài. Đây là mới có 11 à? Hôm nay tính là giờ nhận là sang ngày 12 rồi. Để em xem nếu mà chia sẻ được link ý, thì em sẽ gắn link lên cho mọi người. Nhưng mà đây không có link nhỉ. Lượt bình chọn của bạn một lượt. Đó, mọi người cứ bấm vào trong đây nhá. Cứ 3 phút, 3 phút là lại thêm được một lượt. Như nãy giờ em xem like của em được 3 phút này, thì em sẽ lại được thêm một lượt nữa, thì lại bình chọn được một lượt nữa cho mọi người. Bấm vô chữ xem ấy, nó cho mình xem like. Nào thì cứ xem hết 3 phút là một được. Đúng rồi các chị ơi. Đây để em xem cái. Đấy, cứ 3 phút là lại được vote lại sao ấy. Đúng rồi, cứ 3 phút xem like là sẽ được vote lại nha các chị. Phải xem like thì mới được vote lại. Còn không xem like thì sẽ không được vote lại. Để mai em xin admin cái link ấy. Ở đây em không thấy cái chia sẻ ở đâu. Thì em sẽ hello. Chia sẻ link cho mọi người. Hello, 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 hello. Đúng rồi mọi người ơi, phải follow cái TikTok TikTok Creator, TikTok Live Creator và TikTok Live Japan thì mình sẽ thì mình mới được thì mình mới được lượt bình chọn nha mọi người ơi, chị làm được rồi. Còn ai mà chưa làm được ấy thì bảo em báo lại nha, em hướng dẫn lại cho mọi người nha. Xin link ừ. Có cái giả à? Không. Dạ, để mai em đăng lại video ạ. Anh ơi, anh có link cho em xin. Cái nhìn nghe như kiểu mèo cọ, mèo cọ. Chị bấm vào xem. Mọi người nhớ bấm sang xem like của em nha mọi người ơi. Ngủ đi con. Ở đây, quần áo. Đợi quần áo à? Dạ. Lâu. 1:30 mà. 1:30. Mọi người xa à? Xa. Vốt 4 lần rồi mình 5 dần. Cảm ơn mọi người mỗi này. Không phải đâu các chị ơi. Ok. Bye bye nhá. Ok, bye bye. Thở thẳng lại kêu hỏi mọi người cho em nha. Ok. Ok, bye bye. Ok luôn. Wow,这个人数好多，他们人数都几千人呢。Oh my god！Hey，Vida！Vida！喂，What？啊，你的头发是被火烧过吗？ 你的头发是被火烧过吗？哦，OK OK。啊！你的头发，你我和我，哎。喏，PK invite one friend。来。 正正对面有越南跟那个印尼，我不知道你在说哪一个国家。你们看起来非常幸福，我很羡慕，因为你没有，我没有女朋友。嗯，很在放闪吗？是的。Vida, what? chồng em hạnh phúc quá, anh ghen tị vì chưa có vợ. Đúng rồi. TK. Yeah. TK là khoai lang một chút, là không có girlfriend.
Ikeno like. Alo.为什么拜拜？不是要走了吗？他走了没有啦，他断掉而已啦。还没打的好不好？那我再要一个。OK，It's OK。你有祝福我没？我要那个辣椒网，跟他会不会来？辣椒网好像没有遇过他打过四人。恭喜啊！大主播，我真谢谢。看我的朋友会不会来骗我？对吧？会不会来问我？他会不会被我骗？他们很大，什么很大？没来嘞？年纪，好多不成功。IG，我看到了，家人们，我看到了。他的网络不太好，我邀请他，他没有回应。Đường truyền internet của anh ấy không tốt lắm. Tôi mời anh ấy nhưng anh ấy không trả lời. I invite another one. Another one. Đây. Hay有一个叫无法加入直播组目前没有空，所以叫直播组目前没有空是怎样？我第一次遇到没有空。真吗？欢迎木木。OK， 看到了，我可以买你脸上按钮吗？不可以。Hello， 猪仔你好。好美，谢谢。可以点个灯吗？哦，我们不是，那你就说我是喜憨儿，我是喜憨儿这样。好。OK。Ô hóa ra từ nãy là không nghe tiếng gì à? Thế bảo là anh Hải anh mà nói thế thì em tối nay kiểu kiểu khoái quá không ngủ được ý. Bấm tay cả nhà mình ơi. Bấm tay 26 bông. 26 bông cả nhà mình ơi. Kiểu tối nãy lửa mũi không ngủ được đấy, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy em chuẩn không? Để cho vợ em đi nghỉ. Nói chung là mấy cái view đấy này em không thích cho lắm ấy. Không lẽ bảo là để có vợ thì mới có view nên em không thích. Em chỉ thích những có những cái view yêu quý thật như này thôi. Còn view vào hóng hớt thì để làm gì đâu. Chị ơi, cả nhà mình ơi. Ít view nhưng mà ít view nhưng mà yêu thương thật vẫn cứ hơn là những view hóng hớt mọi người nhá. Nên em bảo thôi vợ đi nghỉ đi cho nó đỡ đau lưng. Cái gì đấy? Gì đấy? Không, nhiều khi em nói thì cũng sẽ mất lòng nhiều người đấy chứ không phải là không đâu, nhưng mà cái mồm em nó náo thì biết làm nào. Không, mọi người nói vợ không biết đấy nhá, có vợ đúng không? Ừ. Là có view, nhiều view mọi người nhìn, mọi người mà ghen tị, mọi người nhìn mọi người không gút, là chồng không thích, bye bye, không quan tâm, có nói mọi người nhiều có yêu mà, nhưng mà mọi người nhà ghen tị này, trông ít view nhá, ít view nhá mọi người. Ha. Chồng thích. Để cô tí. Mọi người nhá, nói support chồng nhưng mà mọi người không nhìn lẹp chồng. Đúng nói rồi. Support cái gì? Support đi mùa. Nói phép. Mọi người nói phép. Đúng. Mọi người là nhá, nói vợ nhá. Vợ yêu pha kê, vợ support pha kê này. Vợ nhá, vợ không quan tâm, chồng có view. Lát, có vợ có view. Chồng có nhiều view mà. Không quan tâm nên có. Còn vợ là vợ ai? Đúng. Có mọi người à? Đúng. Vợ trong là có view này làm gì? Có kết hôn rồi mà. Đúng rồi. Ồ, bị hâm
Cái gì đấy? Cái gì mà tận trăm hơn trăm ca điểm này kia rồi? Đúng rồi, nhà mình chỉ cần chất lượng thôi. Số lượng thì ai cũng thích. Nói thật mọi người là như thế. Số lượng thì ai cũng thích. Nhưng mà số lượng ở đây là số lượng chuẩn hay là số lượng vớ vẩn? Em chỉ thích số lượng chất lượng thôi. Gì đấy? Vừa lư tao nằm á. Mọi người yêu phạt kì. Biết không? Đúng. Mọi người nói yêu là yêu đẹp trai, không yêu tim. Đúng. Đúng rồi. Yêu tiền trong má trong không có tiền là yêu à? Không có. Đúng không chứ? Đúng. Cái gì mà tận trăm. Chuẩn bị nhân đôi cả nhà mình nhá. Vợ ơi. Vợ. Bunda Phi Phi làm gì đấy? Làm gì? Bunda Phi Phi nhá. Bây giờ là có 12 giờ đúng không? Bunda Phi Phi đang ôm khoai lang đi ngủ. Đúng không? Tí vợ có ôm khoai lang không? Đúng. Đúng. Ngon đúng không? Đúng. Này, Mila không ôm khoai lang à? Mila không có. Không có khoai lang? Không, Mila một mình. Này, như mà... Trong xa. Nhưng mà xem chị Phương đúng không? Chị Phương là có khoai lang mà không được ôm đúng không? Đúng. Ừ. Chồng đi làm. Bé Nhi bé mèo. Bé Nhi bé mèo thì ngày nào cũng ôm đúng không? Đúng. Ờ. Bé Mi Nhi bé mèo Hà Môn thì ngày nào cũng ôm khoai lang đúng không? Đúng. Ừ. Chị Diệp xem này. Bé Hân là không có khoai lang ôm. Hân nhỉ? Cay không? Báo nữa. Thì bây giờ người ta nói thật thì lại bảo là báo. Ôi lại thua rồi mọi người ạ. Hôm nay ngày gì đen đấy. Cái tuần này đen thế nhỉ? Chị Tiêu top 2 á? Ờ đúng rồi, chị Tiêu top 2. Chị Tiêu phải lên top 1 đi chị ơi. Chị Tiêu ơi. Lên top 1 đi chị. Bớ lốc chủ phòng đi bé Hân. Hân tầm này kéo nó ngủ quên rồi. Cái gì đấy? Kéo Hân tầm này nó ngủ mọi quên rồi. Mọi người có phải nha. Nhưng mà phải có xe máy đi. dây cuối cả nhà mình ơi, dây cuối kìa. Cho mẹ vợ đi nhá. Vợ đi à? Xuống. Đi rồi à? Ok, bầu cho mọi người. Ok. Cẩn thận nhá. Đây, cắt được.
Này này này. Cắt. Dọn chỗ để đi báo. Đây. Đấy. Mấy chị nhà mình đừng có ai chạy nhá. Đồ nghề dụng cụ đây rồi. À. Hello mọi người.